Hello, xin chào mừng các bạn đến kênh YouTube của Sơn Tokyo. Mình là Sơn, mình ở Tokyo, mình 48 tuổi. Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn một cách tập bụng, cách thở trong yoga. Tiếng Anh gọi là stomach rocum, là ép bụng chân không để cho chúng ta có một vòng eo nhỏ xíu trên dưới 60. Thì mình cũng nói qua là mình cao 1m65, nặng 53 kg. Và vòng eo khoảng 59-60. Thì gần thời gian gần đây đấy, có một số bạn cứ nhắn tin cho mình hỏi là chị ơi, chị hãy chia sẻ bí quyết làm cho cái vòng eo nhỏ như vòng eo của chị. Em tập eo rất tập bụng rất là nhiều, người nào cũng tập chăm chỉ, chứ tại sao mà vòng eo của em vẫn to, nó vuông đâu chứ nó không có thắt eo. Thì mình suy nghĩ là dựa trên cái kinh nghiệm tập của bản thân mình đấy, thì là cách đây khoảng gần 10 năm ấy, hồi đấy mình bắt đầu cũng muốn bụng đẹp thì mình cũng bắt đầu tập. Hồi đấy là mình nghĩ là 6 múi là đẹp và mình sẽ tập bụng hùng hục, một ngày 100 200 cái sit up ấy và cái crunch là gập bụng ấy. Thì trong một thời gian mình cũng không nhớ là bao nhiêu, mấy tháng hay nửa năm gì đấy, là nó đã có 6 múi rõ ràng, 6 cục ở đây. Nhìn thì cũng hoành tráng lắm. Thế nhưng mà mình lúc đấy mình đo vòng eo ấy thì nó vẫn cứ là 64, mà mình cân nặng với cả chiều cao thì vẫn thế, vẫn như bây giờ. Thế là mình mà chồng con mình lại bảo là chứ khiếp, con gái mà bụng cục 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 kề trông kinh. Thế là mình nghĩ là mình sẽ thay đổi cái cách tập, là mình giảm cái tập cơ bụng ngoài ấy. Cái hình thành 6 múi đó là hai cái cơ bụng dọc chỗ này này, là nó sẽ có những 6 múi, có người có 8 múi. Thì là mình tập nhiều cái động tác gập bụng thì nó sẽ dày cái cơ này lên và nó tạo thành múi. Thì tất nhiên là khi bụng của chúng ta mà đắp thêm cơ vào nó dày lên thì nó sẽ to ra, chứ nó không có thể nào mà bé lại, đúng không? Thì giống như là các vận động viên, thấy không, những cái gym mà nữ chuyên nghiệp ấy, họ bụng họ cơ 6 múi, 8 múi rồi cơ chéo rồi các thứ nổi cuồn cuộn lên, nhưng mà họ cũng vẫn không có thắt eo. Da của họ thì mỏng dính, chứng tỏ là họ cái lượng mỡ cơ thể của họ rất là thấp, chỉ khoảng 10 12% thôi, mà eo của họ vẫn là hình vuông, không thắt eo. Tại vì sao? Chúng ta đắp cơ lên thì là cái bụng, là cái vòng của nó phải to ra. Mà chưa kể đến cái việc mà chị em chúng ta, là các chị là những cái người bình thường, lượng mỡ cơ thể vẫn là trên dưới 20 chẳng hạn, là chúng ta khi mà cơ ở bên dưới cái lớp mỡ nó dày lên rồi, xong mà trên đấy nó lại có lớp mỡ nữa, thì thậm chí nó còn to ngang với cả cái, hoặc to hơn cái lúc mà chúng ta chưa tập vậy. Các bạn có đồng ý với mình như vậy không? Vì vậy là mình giảm cái lượng tập cơ bụng dọc này, mình chuyển sang tập cái lõi dưới, cái cơ core. Cái core là cái lõi, là cái cơ ngang ở dưới của cái lớp cơ cơ dọc bên ngoài này, bằng cách là tập yoga và pilates. Thì trong đó có một cái gọi là hút bụng chân không, để mình làm thử cho mình các bạn một lần nhé. Các bạn có thể nhìn rõ không? Chúng ta dùng hơi thở và dùng cái cơ bụng của chúng ta ép chặt cái bụng của chúng ta vào xương sống mỏng dính. Thế thôi. Thì tại sao cái hiện tượng ép bụng chân và cái động tác ép bụng chân không này nó làm cho bụng của ta nhỏ? Thì các bạn biết là trong khoang bụng của chúng ta đấy có các nội tạng, gan rồi dạ dày rồi dạ con và ruột, nằm cạnh nhau, thì trong đó nó có những cái khoảng trống nhất định. Và chưa kể là trong dạ dày bao giờ chúng ta có không khí và có chất cặn bã nữa. Cái việc mà chúng ta ép như vậy vào ấy là chúng ta làm cho cái khoảng trống ấy nó hết đi, tức là chúng nằm chặt vào bên nhau này, làm cho cái vòng bụng của chúng và chúng nó đầy cái không khí, nó đẩy không khí và chất cặn bã trong dạ dày, trong ruột đi ra ngoài.
làm cho bụng chúng ta sẽ nhỏ đi một cách tự nhiên, giống như là chúng ta đeo gì latex, đeo corset ấy. Nhưng mà chúng ta đeo corset bằng hơi thở mỗi ngày chỉ là mấy phút thôi, chứ không phải đeo corset cả ngày khó chịu mà thực hiện động tác ép bụng chân không mỗi ngày. Nó còn có nhiều, ngoài cái việc mà làm cho vòng eo của chúng ta nhỏ xíu đi, nó còn có nhiều tác dụng rất là hay khác, đó là cái việc mà luyện thở. Thì trước khi ép bụng vào thì chúng ta phải thở khoảng 3 đến 5 nhịp, hít vào thật là sâu và thở ra hết khoảng 3 5 nhịp để chuẩn bị. Và chúng ta khi mà chúng ta ép vào thì chúng ta phải nhịn thở mấy chục giây. Đó là cách thở trong yoga. Khi chúng ta hô hấp tốt ấy, thì là chúng đó là suối nguồn của sự sống, suối nguồn của sự tươi trẻ và chữa được rất là nhiều bệnh tật một cách tự nhiên. Và thứ hai là chúng ta massage được nội tạng. Khi chúng ép cái thành bụng vào, cái cơ bụng vào trong nội tạng ấy, thì là chúng ta sẽ massage được các cơ quan nội tạng và chúng ta tiêu được cái mỡ nội tạng bao bọc xung quanh những cái cơ quan nội tạng của chúng ta và làm cho các cái cơ quan nội tạng của chúng ta chặt chẽ. Bên ngoài là có một lớp cơ lõi nó bao bọc và là chúng ta sẽ không bị sóc bụng, không bị đau bụng khi chúng ta vận động mạnh, khi chạy nhảy. Mình nhớ là cái hồi mình mười mấy tuổi ấy, học ở cấp 2, cấp 3 ấy, là cứ giờ thể dục ở trường nhá, chạy 100-200 mét xong là bụng đau, xong là kiểu yếu ớt lắm. Là bây giờ gần 50 tuổi rồi, tập tành thoải mái, chạy 1-2 tiếng đồng hồ, nhảy nhót không có đau bụng đau biết gì hết. Đó là cả do mình đã luyện được cơ bụng và luyện được hơi thở. Thì ngoài ra nó còn tăng nhu động ruột, đúng không? Nó ép như thế là làm đẩy hết không khí và chất cặn bã ở trong ruột, làm tiêu hóa của chúng ta tốt hơn. Tiêu hóa tốt hơn thì sức khỏe được cải thiện và da sẽ đẹp hơn. Một mũi tên trúng 3-4-5 đích thế. Mình mong các bạn sẽ thực hiện hàng ngày nhé, để cho vòng eo nhỏ xíu và sức khỏe cũng như làn da được cải thiện. Thì đầu tiên chúng ta sẽ làm lúc bụng đói. Buổi sáng ngủ dậy là một thời gian thích hợp nhất, khi chúng ta uống một chút xíu nước thôi, không nên uống nhiều, và chúng ta mặc quần áo thoải mái. Chúng ta nên để nhìn vén áo hoặc là bộ áo lên để nhìn rõ được cái bụng như thế này. Sau đó chúng ta đứng trước gương chúng ta tập, thì chúng ta sẽ hít thở 3 đến 5 lần như là hít thở yoga, hít thở sâu. Thở ra bằng mồm, thở hết ra. Và lần tiếp theo nhé, mình làm 3 hoặc 5 lần, mình làm 3 lần và lần thứ 4 mình bắt đầu làm. Ok, mình đã nín thở, ép bụng trong 30 giây, là mỗi lần mình giơ ngón tay là 1 giây đúng không? Mình làm đã 30 cái giơ ngón tay đã được 30 giây. Thì sau đó chúng ta hít thở bình thường lại khoảng 2-3 lần. Các bạn đã hiểu cách làm chưa? Tức là khi chúng ta thở hết ra vào mồm và chúng ta rút
cái phần bụng này, rút cái phần khoang bụng này sát chặt vào trong xương sống nhé. Và chúng ta nín thở và chúng ta đếm trong đầu. Thường là mình làm khoảng 30, 40, 50 giây. Những người mà giỏi ấy, thì người ta làm 1 phút. Nhưng mà mình ít khi làm 1 phút. Tại vì nhịn thở lâu thì nó sẽ hơi bị choáng váng. Thì mình làm 30, 40 giây. À, mình làm 5, 6 lần. Thì các bạn mới bắt đầu làm thì chắc chỉ làm được 10 giây thôi. Sau đó các bạn tăng dần lên 15, 20 giây đến 30 giây. Thì buổi sáng các bạn làm cho mình 5, 6 cái rút bụng như thế. Và buổi tối trước khi đi ngủ, lúc bụng đói, các bạn lại làm 5, 6 cái rút bụng như thế. Một ngày chỉ 2 lần thôi. Tổng cộng không biết là có mất đến 5 phút hay không. Nhưng mà các bạn sẽ có một vòng eo nhỏ hẳn đi 3-4cm trong vòng 1 tháng. Mình chắc chắn với các bạn như thế. Thì các bạn hãy thực hiện thử xem nhé, xem là mình nói có đúng không nhé. Thì xin cảm ơn các bạn đã theo dõi đến hết cái video hướng dẫn về cách ép bụng chân không, tiếng Anh là stomach vacuum của mình. Thì chúc các bạn thành công, có được vòng eo nhỏ xíu năm mấy 60. Và xin các bạn hãy đăng ký kênh này, là like và share video, cũng như là để lại comment ở bên dưới video giúp mình. Cảm ơn các bạn một lần nữa và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Bye bye.